AC Milan, Chelsea, rực lửa San Siro. AC Milan sẽ có cơ hội trả món nợ thua 0-3 cách đây một tuần trước Chelsea khi được chơi trên sân nhà. San Siro ở lượt trận thứ 4 bảng E Champions League 2022-2022. Đội nào giành chiến thắng sẽ có cơ hội rất lớn trong việc giành tấm vé đi tiếp ở bảng đấu này. Với việc đại diện của nước áo Z, Busanbert và Chelsea giành chiến thắng ở lượt trận thứ 3, cục diện bảng E đang rất khó lường. Đội đầu bảng hiện chỉ hơn đội cuối bảng có 2 điểm. Cụ thể, Z Busanbert dẫn đầu với 5 điểm, Chelsea và AC Milan xếp sau với cùng 4 điểm, trong khi đó Dinamo Zagreb có 3 điểm. Với việc điểm số không có sự chênh lệch nhiều, cả 4 đội đều còn nguyên cơ hội đi tiếp. Chelsea đang có dấu hiệu tích cực dưới bàn tay của huấn luyện viên Potter khi thắng 3 và chỉ hòa 1 lần sau 4 lượt trận đầu tiên của chiến lược gia người Anh. Phải thừa nhận rằng Chelsea đã chơi quá hay, nhưng rõ ràng AC Milan đã chơi bạc nhược ở trận đấu vào giữa tuần trước. Trong suốt 90 phút thi đấu đội khách, không có một cơ hội rõ ràng nào. Những cầu thủ được kỳ vọng nhất của họ như Giroud hay Leo đều gây thất vọng và không thể ghi bàn tại Stamford Bridge. Xét về phong độ, The Blues đang chơi rất hay với chuỗi 3 trận toàn thắng. Với việc đã đánh bại Milan ở 5/6 trận gặp nhau gần nhất, họ đang tự tin giành thêm một kết quả có lợi. Với Milan, nếu tiếp tục không thắng Chelsea, họ chắc chắn thua kém đối thủ ở chỉ số đối đầu trực tiếp, yếu tố đầu tiên được tính tới giữa hai đội khi phân thứ hạng. Trong trường hợp xấu nhất là thua trận, đồng thời Sanbert tiếp tục đánh bại Dinamo Zagreb, AC Milan có nguy cơ cao phải xuống chơi tại Europa League. Chắc chắn cuộc đỏ sức tại San Siro giữa Milan và Chelsea sẽ rất đáng chú ý. Cả hai đội đều có bước chạy đạt thuận lợi trước cuộc đỏ sức trên đất Italy. Với Chelsea, họ đã dễ dàng có được chiến thắng 3-0 trước Wolves để góp mặt trong top 4 ngoại hạng Anh. Còn với AC Milan, họ có được chiến thắng quan trọng 2-0 trước Juventus, qua đó xếp thứ 4 ở Serie A. Trận này, AC Milan được thi đấu trên sân nhà và sẽ có được đà tâm lý hứng khởi. Milan đã không thua tới 15/16 trận vừa rồi được thi đấu trên sân San Siro. Chelsea thua tới 3 trong số 4 trận sân khách đã đá mùa này. Một trận đấu cũng rất đáng chú ý là chuyến làm khách của Man City đến sân của Copenhagen. Tâm điểm của trận đấu vẫn là phong độ ghi bàn khủng khiếp của Erling Haaland. Trước khi hành quân sang Đan Mạch, Man xanh toàn thắng 6 trận vừa qua, 5 trong số này có cách biệt từ 3 bàn trở lên. Họ đang có mạch 13 trận bất bại liên tiếp với 10 thắng, 3 hòa. Theo thống kê, đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola đều thắng cách biệt tối thiểu 4 bàn. Dự kiến đội hình xuất phát của Milan và Chelsea, AC Milan, Tatarusanu, Des, Kalulu, Tomori, Balotua, Tonali, Benacer, Krunic, Zeketele, Leo, Kiru, Chelsea, Kepa, Jim, Koulibaly, Silva, Chilwell, Mao, Kovacic, Gallagher, Havertz, Aubameyang, Sterling. Lịch thi đấu lượt trận 4 vòng bảng Champions League ngày 11 tháng 10 23:45 Copenhagen Man City, 23:45 Maccabi Haifa Juventus, ngày 12 tháng 12 giờ Dinamo Zagreb Sanbert, 2 giờ AC Milan Chelsea, 2 giờ Sata Real Madrid, 2 giờ Celtic Leipzig, 2 giờ Dortmund Sevilla, 2 giờ Paris SG Benfica.